Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Thì trong video này của ngày hôm nay, bên shop em tiếp tục lên giới thiệu cho bác về 5 cái mẫu bông tai cao áp đang được anh em sử dụng khá là nhiều các bác. Đặc biệt là khi các bác mua một bông sẽ được khuyến mại một laser với giá cực kỳ là rẻ các bác nhé. Đấy. Thì cụ thể chương trình như nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai cho bác luôn nhé. Bác nào muốn mua hàng thì có thể vui lòng gọi nhanh tay qua điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Và bên em luôn luôn ship code COD đồng kiểm đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy là quyền lợi của các bác. Hàng của em là miễn phí ship các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua một bơm sẽ được mua theo một cái laser như này khuyến mại nhé. Đây, một laser đầu đạn tia đỏ như này. Hôm nay các bác mua bơm sẽ được khuyến mại mua theo với giá 150.000 nhé. Đấy, em giảm cho các bác 150.000 trực tiếp vào sản phẩm luôn nhé. Đấy, 150.000 khi các bác mua một bơm, hoặc các bác không lấy với laser đầu đạn, các bác có thể lấy sang kính bắn nhanh. Đây, con kính bắn nhanh này, kính bắn nhanh Bushi, thông số của nó 1x40 RD. Cái này có dây 11 và dây 20 để cho anh em chơi nhé. Đấy, con kính bắn nhanh này giá thị trường đang bán là 350.000. Hôm nay để cho anh em bao nhiêu ạ? Đồng giá 150.000 như laser đầu đạn luôn các bác nhé. Đấy, thì các bác muốn lấy laser đầu đạn cũng được, thì giá là 150.000. Kính bắn nhanh giá 150.000 nhé. Đấy, em sẽ khuyến mại 100.000 trừ vào trực tiếp giá của sản phẩm luôn các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về 5 mẫu bông tai và em báo giá công khai. Em cam kết các bác mức giá em đưa cho các bác là mức giá tốt nhất ở trên thị trường vào thời điểm hiện tại, và kèm rất là nhiều quà tặng các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu lên cho bác về con bơm này. Đây là con bơm bé, đồng hồ bé, là ổng bé, chân cành ngắn không gấp nhé. Con này đồng hồ sẽ là đồng hồ 40 mà bé, đây chân cành ngắn không gấp được. Cái mẫu bơm này phù hợp cho anh em chơi những cây truyền thống nhé, mức áp tối đa từ 180 đến 250 quay đầu thì các bác bơm con này giá cả nó hợp lý đấy. Còn nếu bác nào điều kiện dư giả hơn, mình có thể tham khảo những cái mẫu bơm lớn như này thì bơm nó nhanh hơn, nhẹ hơn các bác đấy. Còn các bác chơi ít hoặc là điều kiện chưa cho phép thì con bơm này nó là một cái sự lựa chọn trong tầm giá cho các bác, chỉ có 500.000 thôi, đã bao gồm cước phí đến tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán, cái này em bảo hành cho bác 6 tháng nhé. Đấy, con bơm bé là 500.000, anh em nào lấy theo laser đầu đạn là 150.000 nữa, hoặc con kính bắn nhanh này cũng đồng giá 150.000 nhé. Đấy, cái chương trình này thì chỉ áp dụng cho anh em khi mua theo bơm, anh em nào không mua theo bơm thì em sẽ bán theo giá thị trường. Laser đầu đạn tia đỏ 260, kính bắn nhanh rê rút dạng dạng ống là 350.000 các bác nhé. Đấy, thì cái này các bác ưu đãi này chỉ dành cho anh em mua bơm thôi, nên anh em cũng đừng lăn tăn hoặc phân vân gì nữa nhé. Đấy, tiếp theo em lên cho bác cái mẫu bơm thứ hai là mẫu bơm FB quần báo, đồng hồ dầu 50 MBA, đồng hồ dầu xịn sò nhé, chân gấp lầu ẩm to. Đấy, con này mức áp bao nhiêu ạ? 250 cho đến 280 cân các bác nhé. Đấy, giá bây giờ bao nhiêu? 650.000 thôi, 650.000 bao ship tận nhà cho bác nhé, free ship đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy, còn là các bác mua theo laser như này 150.000 nữa, combo giá cực kỳ là rẻ để cho anh em chơi và đam mê các bác nhé. Đấy, con bơm này là 650 các bác nhé, bao ship tận nhà. Các bác nào mà muốn mua thì các bác trực tiếp về hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Bên em ship code COD đồng kiểm miễn phí cước vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Quà tặng này thì em nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bên em những ngày giải phóng miền Nam thì bên em sẽ có những cái phần quà rất trị ý nghĩa gửi tặng đến tất cả các bác khách hàng thân thương nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ lên cho bác cái mẫu tiếp theo nhé. Mẫu tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu bơm cao cấp hơn một chút, mà hiện tại con này thì cực kỳ là xịn sò nhé, đang được anh em ưa chuộng. Đấy, con này thì nó là cái mẫu sản phẩm bán chạy nhất bên nhà em, nên các bác nào sắp tới mua hàng thì các bác đừng nên bỏ qua cái mẫu sản phẩm này nhé, giá thì vô cùng hợp lý thôi. Con này thì trên thị trường nó cũng là mẫu bơm bán rất là chạy. Đây, một cái mẫu bơm đến từ thương hiệu Honda này, con này sẽ là lọc ẩm siêu to khổng lồ các nhé. Đấy, nó là bản nâng cấp của mẹ B con báo, chân nó sẽ là chân gấp rồi quen thuộc. Đây, van xả áp đây, đồng hồ dầu 50 MBA các bác nhé. Đấy, mẫu bơm này thì nó có ưu điểm gì? Thứ nhất là có sẵn nước làm mát trong bơm, bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ, chống nóng nhé. Khi các bác bơm này, nó có nước làm mát trong bơm nó rất quan trọng nhé, vì nó sẽ hạn chế cái sự mài mòn của răng sim ở trong bơm của mình, nên bơm của mình nó sẽ rất là bền. Cái thứ hai là bao cho các bác bơm cực nhanh và nhẹ luôn nhé. Mẫu Honda thì đây đang được bên em bán giá công khai nhé,
900.000 bao ship tận nhà cho các bác, đến nơi có kiểm tra trước khi thanh toán, bảo hành cho em con này lên đến 1 năm nhé. Đấy. Thì trong tầm tiền 900.000 cái mẫu bơm Honda này nó là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua được các bác nhé. Đấy. Rất đáng để các bác cân nhắc. Bây giờ lên cho bác con bơm tiếp theo. Đây. Con này là con bơm Dragon phiên bản rồng các bác nhé, Dragon phiên bản rồng. Các bác nhìn này. Made in Japan. Hiện tại con bơm này là đến từ một nhà sản xuất ở Nhật Bản nhé. Chân là chân gấp này, đấy. Việt Nam mình rất được họ ưu ái sản xuất hẳn cho một mẫu bơm kỷ niệm năm 2024 nhé. Đó. Mẫu này đồng hồ dầu ban đêm có dạng quang, mức áp tối đa bơm 350 cho đến 300 cho đến 350 cân các nhé. Lọc ẩm to, chân gấp xịn sò. Con này thì bơm khá là nhanh nhẹ rồi. Mẫu này thì cũng được nhà sản xuất đổ sẵn nước làm mát trong bơm cho mình các bác nhé. Bơm khá là nhanh rồi nhé. Con này thì giá công khai cho bác nhé, 1.300.000 nhé. Bảo hành cho anh em 12 tháng, ok chưa? Chất lượng của Made in Japan các bác cứ yên tâm nhé. Cái đấy thì đã được thời gian và năm tháng chứng minh rồi. Anh em mình không phải cả lo về chất lượng nữa rồi đúng không? Thì các bác mua bơm sẽ được khuyến mại mua thêm một laser đầu đạn với giá 150.000 hoặc một cái kính bán nhanh như này. Giá cũng 150.000 các bác nhé. Đấy, hôm nay sale cho nên giá cực kỳ là hợp lý. Bây giờ lên cho bác một con bơm tiếp theo nhé. Đây, các bác nhìn qua trên con bơm này nhé. Các bác nhìn có rõ không ạ? Đây là một cái mẫu bơm bản nâng cấp của bơm CNC nhé. Bản nâng cấp của con CNC nó có gì? Đây, các bác nhìn này, bản nâng cấp thì người ta thiết kế chân gấp cho mình. Đấy. Đây là một cái ưu điểm rất lớn của cái mẫu mới này, nó đã cải thiện nhược điểm ở mẫu cũ, nó chân không gấp được nhé. Tiếp theo, nâng cấp cái van xả áp cực kỳ là to nhé. Tất cả các chi tiết đều bằng đồng 100% hết các bác nhé. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái bầu lọc ẩm than hoạt tính ở đây để cho anh em những ngày mưa, những ngày ẩm, ngày nồm mình bơm nó sẽ không có hơi nước theo vào van bình của mình. Là ra van bình của mình rất là bền nhé. Cái mẫu CNC mẫu mới này thì bảo hành cho anh em 24 tháng nhé. Đây, logo sẽ được nhà sản xuất khắc chìm các bác di tay sẽ thấy sần nhé, khắc chìm này. Logo cánh tay lực sĩ, mẫu bơm này bơm cực khỏe luôn các bác nhé. Đấy. Hiện tại con này đồng hồ sẽ đồng hồ dầu ban đêm của dạng quang nhé. Mẫu này bảo hành cho anh em thời gian lên 12 tháng. Cái mẫu này nó cải tiến hiệu suất của bơm nhé. Hiệu suất của bơm được cải thiện thêm 20%. Tức là các bác bơm cái mẫu CNC mẫu mới này, các bác bơm 8 cái thì sẽ bằng cái mẫu cũ bơm 10 cái các bác nhé. Đấy, ok chưa? Con này thời gian bảo hành cực kỳ là dài, thời gian bảo hành lên đến 2 năm. Nên chất lượng thì các bác không phải phải lo rồi. Các bác mua một con bơm này sẽ được khuyến mại mua theo một laser đầu đạn giá 150.000 hoặc một cái kính bán nhanh 150.000 các bác nhé. Đấy, đấy là quyền lợi của các bác. Khi mua hàng vào cái dịp này bên em có chương trình khuyến mại nhân dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cho ngày chiến thắng các bác nhé. Đấy. Bây giờ em xin báo giá lại tất cả các mẫu bơm nhé. Bác nào muốn mua hàng thì có thể gọi địa chỉ tên hai đầu số này đầu số là đặt hàng này. Hoặc các bác thích con bơm 500 kia các bác bảo em ơi bán cho một con bơm đồng hồ bé là bé 500.000 nhé. Còn các bác thích lấy laser thì cái tia đỏ thì là 150.000 nhé. Kính mà nhanh kèm theo cũng 150.000 đấy. Còn con bơm FB còn báo giá 650 này, bơm Honda 900 này, bơm Dragon phiên bản rồng là 1.3 này, bơm CNC mẫu mới là 1.900.000 thôi nhé. Đấy. Còn các bác nào lấy thêm laser thì cộng thêm 150. Các bác không lấy thêm laser thì không cộng thêm 150 nữa các bác nhé. Đấy, hoặc kính mà nhanh cũng 150.000 các bác nhé. Đấy. Thì một cái video rất là ngắn thôi. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc.